Chị... Ủa đấy, con Su có bình thoại chưa? Quá sợ. Mới được một quả, em hai quả rồi nhá. Nhưng một quả cũng là được rồi. Đây nhìn nhìn này, chơi như nào. Nhìn chị học tập bên này. Hơi nhẹ em ạ, à. Mạnh mạnh tí nữa. Thôi siêu nhân thật đấy. Em là cái cuối cùng. Cứ phải cười, cứ phải nhìn đồ chơi đấy các em ạ. Nên bạn Su hôm nay em không nhớ gì nữa. Thôi, chào các bạn đi. Chào, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại có đồ chơi mới đấy. Đúng rồi các em, hôm nay bọn chị có đồ chơi mới này. Các em nhìn này, bánh một bộ đồ chơi mới đấy. Vào trong xô. Đấy, bộ đồ chơi này rất là hay nhé các em nhá. Bộ đồ chơi chị có biết đây là gì không? Các em nhìn này, bộ đồ chơi này nhá. Đây là chính là một cái bàn này. Còn đây chính là ngọc. Không, đây là quả bóng em ơi. Đây là quả bóng, em nhìn này, các em nhìn này. Chúng mình sẽ cho quả bóng vào như thế này. Đấy, xong chúng mình ấn, nó sẽ vào cái rổ này, đúng không? Hay nhờ. Các em nhìn thấy bộ đồ chơi này hay không? Rất là hay và thích thú đấy. Cho chị ấn trước ấy. Em không biết ấn, em phải nhìn chị một lần. À, thế à. Trò chơi này rất là bổ ích đây. Bây giờ chị em mình cùng nhau thử bóc nhá. Em bóc. Chị hồi hộp không biết chơi như nào ấy. Từ từ nhá. Xong rồi mình đặt xuống. Thế đúng không? Wow. Các em ơi, đây là chiếc bàn đấy các em này. Cái chiếc bàn để chị em mình chơi đấy. À, còn có hai đội nữa. Một đội bên đội màu vàng và bên màu đỏ đúng không? Bắt chơi gì đây? Đấy, để từ nhá. Đấy, còn đây là cái rổ này các em này. Đấy. Có quả. À, cái này chúng mình sẽ bỏ ra này cho nó tròn lại để tím cho nó dễ các em ạ. Nhưng mà méo méo một tí chị không làm được đâu. Rồi, Su ơi cẩn thận. Các em ơi, ở đây là nó có những quả bóng này các em này. Bọn chị sẽ đặt quả bóng vào đây và hất làm sao cho vào rổ này. Ui, trò chơi này hơi bị khó đấy Su. Cho chị làm trước ạ. Các em ơi, chị chơi thử một lần nhá. Xem mà nó có như này. Khó lắm các em ạ. Su ơi, Su thử nào. Trò chơi này cực kỳ khó các em ạ. Có bên đội đỏ và bên đội xa vàng. Su lấy bên đội nào? Em thích đỏ. Đỏ gì? Thôi, nhưng mà em ngồi bên vàng là rồi, chị ngồi bên đỏ đi. Đúng không? Chúng ta sẽ có 9 quả. Đúng không? À có 6 quả đúng không? Mỗi người 3 quả. Bây giờ muốn chơi thử không? Đấy nhá các em ơi, các em nhìn này. Đây bên là chỗ đúng rồi. Chúng mình cho vào đây. Và cái chỗ này để tay mình ấn vào. Wow, suýt được luôn đấy. Đừng đùa. Thử lại lần nữa nhá. Bạn sushi của chúng ta bắt đầu ấy, siêu nhân. Chị đừng siêu nhân giỏi lắm, siêu nhân cố lên. Bóp cho tròi các em ạ. Tròi. Nhịu. Tròi lại bạn. Nào, bây giờ em thử đi. Thử đi xong có dám chơi với chị không? Đấy, ok em ơi. Tình trạng này chị nghi lắm rồi nhá. Ui, khó khăn kinh khủng luôn ý. Nhưng mà có thể là ăn may thôi. Xem mà Su. Ui, không được. Em còn nhỏ lắm. Nào đây này. Su Su, em vừa vừa thôi nhá thì vào đấy. Từ nào. Wow. Yeah. Ui, siêu nhân của chị siêu đấy. Chị thử nhá. Hình như thế này. Ui, không vào được. Ui, khó thế nhở. Phải ấn nhẹ không? Công nhận cái này chưa khó thật đấy. Các bạn phải cực kỳ khéo léo mới chơi được trò này luôn. Đấy, chị với bạn Su à. Ăn hết được một quả thôi. Còn đâu toàn bấm ra ngoài các em ạ. Ui, trò này chưa khó vậy. Ui, khó lắm các em ạ. Ui, đúng là siêu nhân của chúng ta siêu chưa? Bạn ấy được 2 quả rồi đấy. Chị thì đúng mà. Không được cái... Thôi. Ui đấy, hơi mạnh. Các em ơi. Bạn Su được chơi cả 3 quả luôn. Wow. Đám nào ấy Su dậy chị đấy. Ấn thật nhẹ thôi chị ạ. Ấn thật nhẹ à? Từ để chị đi tìm một cái quả mà chị nó quấy lắm đâu nè. Đâu rồi, xem nào. Wow, các em ơi. Có 6 quả bạn Su vào được. Được 4 quả luôn. Các bạn ơi, chơi trò này rất khó đấy mình. So với mình là mình có thể làm được. Các em ơi, bạn Su Si của mình chơi căng thẳng. Wow, có 6 quả, chị vào được 1 quả luôn.
con đâu bạn ấy vào được hết. Thế bây giờ chơi thử không? Chơi thử nhá. Được rồi, để chị, các em ơi, chị sẽ đổ bóng ra. Lần này chị với Sushi quyết định chơi nhá. Yeah. Nhưng mà người thắng thì được gì đây? Người thắng thì sẽ cho thưởng đi chơi. Ăn kem đi. Mỗi người ba quả nhá. Được rồi, bây giờ bọn chị sẽ quyết định chơi nhá. Mỗi người ba quả nhá. Cho bạn Su bấm trước, để chị giữ cho. Đây. Wow, tiếp đi em. Em bấm 3 lượt luôn đi. Không vào, bỏ ra. Một quả không vào. Hai quả không vào. Đấy, bạn Su chỉ vào được một quả nhá. Đấy. Nhé, đến lượt chị. Nhưng mà cũng bị khó lắm ấy. Wow, một quả không vào. Chết rồi, không biết chịu được quả nào không. Xem là có vào nhá. Thấy chưa? Hèn thôi. Úi giời. Chị nói thật là phải bạn nào căn cực kỳ chuẩn luôn. Chị nghĩ này các bạn trai sẽ chơi chơi tốt hơn các bạn gái ấy. Chị quẩn nhá. Thử nào. Thấy chưa? Khó cực luôn ấy. Ui, không vào được ấy. Em vừa vào được một quả nào. Anh quay chơi thử cái nào. Biết đâu anh quay con trai có khi quay tốt hơn ấy. Nào, thử nhá. Các em ơi, anh quay của mình em không quay được đâu, không chơi được đâu. Chị nhá. Ủa đấy, con Su của mình giỏi chưa? Quá giỏi, được một quả, em hai quả rồi nhá. Chỉ một quả cũng là được rồi. Đây nhá, nhìn này. Chơi thế nào. Nhìn chị học tập bên này. Hơi nhẹ em ạ, mạnh mạnh tí nữa. Thua siêu nhân thật đấy. Em ơi, đây là cái cổ. Em ơi. Chị nói thật là chơi trò này căng thẳng cái khủng luôn ý. Bởi vì á, để chi đến là thủ chị nào. Có thế không? Xít vào luôn. Một tí nữa là vào ấy. Cũng nhìn sao trần là chơi gió nhỉ. Chơi gió gì? Chưa. Tôi chỉ phải công nhận nhá, siêu nhân nó cho hơi bị siêu luôn. Ủa, xít vào luôn. Làm sao? Trời ơi, chưa khó thật đấy nhở. Nhớ, bây giờ thế này đi. Đây chơi lần cuối, bây giờ sẽ có 6 quả. Đúng không? Mỗi người 3 quả. Anh quay chơi thử đi. Không lại bảo là chỉ có các bạn trai với bạn, chỉ con gái chơi. Bây giờ cho cả con trai chơi nữa đúng không? Nào, anh quay hai viên nhá em nhé. Đấy, bây giờ chị hai viên, bạn siêu nhân mấy viên? Hai viên. Bây giờ chơi nhá, ai mà thắng sẽ được ăn kem, hai người còn lại phải khao nhá, ăn bao nhiêu cũng được nhá, được không? Bây giờ khoan từ từ, bây giờ ai sẽ là người chơi trước? Em. Ừ, nhường cho bé hai quả bạn siêu nhân nhá các em nhá. Bạn siêu nhân chơi trước hai quả, sẽ có được quả nào không? Để chị giữ cho. Wow, ngạc nhiên luôn. Đến anh quay. Không. Hai quả luôn. Ừ, cho nó máu. Sẽ nào được không? Bạn ấy đồng ý với chị. Đến lên em nhanh, quay sau. Ai cho thế? Chị cho hai lần thôi mà. Bạn Du Nhân chỉ đồng quả. Chị nhỉ? Sẽ phá. Ui, quả nào đồng. Quả nào phải đồng. Ui, các em ơi, chị không được quả nào. Siêu Nhân được một quả. Bây giờ đến lượt anh quay. Bây giờ đến lượt anh quay nhá. Anh quay xong rồi được cái hên hơn Su. Để em giữ cho anh quay nhá. Giống chị thôi. Có khi mỗi siêu nhân thắng rồi, quả này siêu nhân á. Wow, vậy là anh quay với siêu nhân là hòa nhau đúng không? Bây giờ một quả cuối cùng. Bây giờ anh quay một quả, siêu nhân một quả. Ai là người vào được thì người thắng. Siêu nhân chơi trước đi. Bé cho chơi trước. Wow, ngạc nhiên kinh khủng luôn đi. Siêu nhân nói nhóm nào mà chơi được vậy? Đấy chị ạ. Không, chị không được chơi nữa rồi. Bây giờ chỉ còn có em và anh quay thôi. Bởi vì là với hai người hòa nhau đúng không? Mỗi người vào được một quả. Quay chơi. Đấy, bây giờ đến lượt anh quay đi. Ok. Sao? Bộ này hơi khó nhờ. 1, 2, 3. Yeah. Vậy là sau khi mà chơi vòng đầu, chị là người bị loại. Còn anh quay với bạn siêu nhân đã thắng đúng không? Và hai người chơi tiếp. Và siêu nhân đã vào đúng không? Vậy là anh quay thua đúng không? Anh ơi, mà chị phải đưa em đi ăn kem đúng không? Nhưng công nhận trò này chơi khó thật các em. Chị nói thật với kem. Chị chơi một lần nữa thử nữa. Chị thì chơi mấy cái trò này. Ủa, chị toàn bắn hơi mạnh được em. Ui,
Phải công nhận siêu nhân cho bị giỏ quả này mà vào nữa. Chị không còn gì để nói luôn, chị đi về đây. Nào. Nhưng mà các em thấy không? Bạn siêu nhân là bạn... Yeah! Đấy, các em thấy không? Bạn siêu nhân là bạn bé nhất rồi đây. Vậy mà bạn ấy đã thắng. Các em ơi, siêu nhân bảo rồi chỉ tầm vừa vừa thì được. Cho nên là chị với anh quay toàn hơi mạnh tay thôi. Đấy, nhưng cũng khó đấy các em. Cái này chỗ nhiều rồi. Đấy, yeah, phải công nhận. Dễ lắm. Yeah. Phải công nhận siêu nhân chơi siêu thật đấy. Nhưng mà công nhận các em ạ, à, chơi trò chơi này thú vị lắm. Thề với các em luôn, ưa hết chán. Bạn siêu nhân của chúng ta mồ hôi chảy tòng tòng luôn. Chơi trò này cực kỳ thú vị luôn. Bởi vì nhá, nó phải cần đến chúng mình sự khéo léo này. Và cái lực mình đưa ra ấy, mỗi một lần ấy cũng phải cẩn thận. Em cho một lần nha. Ừ. Các em ơi, hôm nay chị bị ho nên là hơi khàn tiếng ấy. Các em thông cảm nhé. Nhưng mà chơi trò này cũng lại thú vị. Có lẽ là chị cứ hét nhiều, có lẽ vì vậy đấy. Đấy, các em thấy không? Khó kinh khủng luôn. Ôi. Sao nhiều lần cố gắng mà chị cũng đã được, bạn Su không được rồi. Thôi thôi xui, chào các bạn đi rồi, chúng mình cùng nhau đi ăn kem đi. Đấy, phải công nhận Su siêu siêu. Các bạn hãy mua đồ chơi này về chơi nha. Hẹn gặp lại các bạn ta trong video sau. Yeah. Mà các em ơi, công nhận chơi trò này hay lắm ấy. Khi mà chúng ta có thể căng thẳng mang trò này ra chơi, rất là thích đúng không? Ồ, một quả nữa đâu.